Việt Nam, chăm sóc vân xanh nhân tài đất nước. Người trồng cây mong mùi năm hái qua, ta trồng người vì lợi ích trong anh. Ta tự hào là nhà giáo Việt Nam, là lá hoa thơm giữa vườn xuân đất nước. Sóng gió không ngăn chuyện ta lên phía trước, đập lên vinh hoàng nào lãng lãng người. Còn nhớ ta khi xưa đã phát thành tình trong tâm tối, tổ quốc sang trang hôm nay người đang không ở trang sách mới. Thank you.